Thay đổi phương thức kiểm tra miệng đầu giờ, lời đề nghị được ủng hộ. Mới đây, tại hội nghị tổng kết năm học năm 2022 đến năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học năm 2023 đến năm 2024 ở Quy, Ba, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị giáo viên GV không kiểm tra miệng đầu giờ theo kiểu kêu bất chợt, hỏi bất chợt vì sẽ khiến học sinh SS căng thẳng, áp lực. Đề nghị này nhận được ý kiến đồng tình của cả GV và SS khi hình thức kiểm tra, đánh giá này đã không còn phù hợp với phương thức giáo dục mới vì có nhiều cách để GV kiểm tra, đánh giá SS nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học trò mà không phải bất thình lình kêu một ai đó để khảo bài. Cô giáo bước vào lớp, chuẩn bị kiểm tra miệng, im phăng phắc, tiếng quạt thổi trang giấy xoẹt qua cũng nghe rõ mồn một. Trong khi cô giáo già già cây bút trong sổ ghi điểm, hơn 30 cái đầu cúi gằm xuống cuốn vở. Cho đến khi một cái tên được sướng lên, có con học lớp 3, chị Nguyễn Thị Thu, chú Quy, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một người mẹ 9X, vẫn nhớ y nguyên mười mấy năm trước chị luôn ám ảnh vì kiểm tra miệng đầu giờ. Nhất là năm chị học lớp 10, nhiều kiến thức phải học thuộc lòng và nhiều GV bộ môn khó tính, bất thình lình hỏi một câu không có trong sách giáo khoa. Môn lịch sử ngày ấy luôn là ác mộng của cả lớp. Ra chơi mà không ai dám ra chơi, cứ ôm cuốn sách, vì cô giáo nổi tiếng với nhiều câu hỏi khó, chị Thu kể lại. Tùy theo mỗi điều kiện, đối tượng SS và yêu cầu cụ thể của nội dung học tập có thể lựa chọn cách dạy học, đánh giá khác nhau. Nhưng cần lưu ý với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho SS về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho SS tự học. Thay đổi hình thức kiểm tra miệng, giải pháp giảm áp lực cho học sinh. Nếu gõ từ khóa kiểm tra miệng trên các trang công cụ tìm kiếm, người dùng ngay lập tức nhận được hàng trăm bài viết về chủ đề này. Không ít học sinh gọi kiểm tra miệng là nỗi ám ảnh. Một học sinh chia sẻ, những bài kiểm tra đầu giờ luôn là ác mộng. Hôm học thuộc bài thì thầy cô không gọi, hôm không thuộc thì bị sướng tên. Thiệt đau lòng, theo chương trình giáo dục hiện hành, có nhiều hình thức để kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh. Trần Minh Quân, học sinh lớp 12 tại Quy, Ba, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay những lúc chưa chuẩn bị bài, thì thời khắc top team nhất là khi thầy cô cầm danh sách. Nếu học sinh giật mình, gương mặt đỏ bừng vì lo sợ, thì điều này sẽ khiến thầy cô chú ý đến. Gọi tên, các bạn trong lớp đã tìm ra bí kíp để không bị ám ảnh, không run, bối rối, phải ngẩng cao đầu và đặc biệt không nói chuyện hay làm việc riêng, Minh Quân chia sẻ. Theo ghi nhận, nhiều giáo viên cho rằng kiểm tra đầu giờ dạy, cách truyền thống là gọi một hoặc hai học sinh lên bảng trả lời câu hỏi bài cũ, hoặc nêu câu hỏi sau đó lấy tinh thần xung phong của học sinh. Cách kiểm tra này hiệu quả không cao vì nhiều học sinh không học bài cũ do nghĩ có thể không đến lượt mình. Một số học sinh lại học đối phó bằng cách học bài cũ một hôm để xung phong lên bảng lấy điểm cao sau đó có thể không cần học bài cũ nữa. Mặt khác, cách kiểm tra này tốn nhiều thời gian, lại gây tâm lý căng thẳng cho học sinh, không thể kiểm tra được nhiều em cùng một lúc. Thầy Đặng Hữu Chí, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Quy, Một, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay theo quy định trong học bạ, mỗi môn học có các cột điểm đánh giá thường xuyên. Giáo viên có thể sử dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra chứ không nhất thiết phải là kiểm tra miệng. Hình thức này khiến học sinh hồi hộp, lo lắng, không có tâm trạng phấn khởi khi bước vào một tiết học mới. Thay đổi phương thức đánh giá học sinh, sự đa dạng hóa trong quá trình học tập. Là người phụ trách chuyên môn của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bảo Quốc, phó giám đốc Sở GD đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, cho biết theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông GDPT 2018 và thông tư 22 của Bộ, theo chỉ đạo của Sở GD đội tuyển, các tổ bộ môn ngay từ đầu năm học phải xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá với thời gian, hình thức, nội dung, các yêu cầu cần đặt cụ thể theo chương trình. Trong đó, có khuyến khích đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá và kế hoạch này được phổ biến đến học sinh. Giáo viên hoàn toàn có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua sản phẩm học tập như nhật ký đọc sách, sản phẩm của một dự án khoa học, bài thuyết trình. Ngoài đánh giá định kỳ, học sinh được đánh giá thường xuyên thông qua nhiều hình thức đa dạng, hỏi đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Việc chỉ sử dụng kiểm tra đầu giờ, kiểm tra miệng trong đánh giá thường xuyên không còn phù hợp với đòi hỏi đổi mới kiểm tra, đánh giá. Thông tư 22/2021/TT Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình từ năm học năm 2021 đến năm 2022 đối với lớp 6, năm học năm 2022 đến năm 2023 đối với lớp 7, lớp 10, từ năm học năm 2023 đến năm 2024 với lớp 8, lớp 1 và từ năm học năm 2024 đến năm 2025 với lớp 9, lớp 12. Theo thông tư này, ngoài đánh giá định kỳ, học sinh được đánh giá thường xuyên thông qua nhiều hình thức đa dạng, hỏi đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Đây là hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh diễn ra trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình GDPT, cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh để kịp thời điều chỉnh trong quá trình dạy học, hỗ trợ, thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh, xác nhận kết quả đạt được của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện và học tập.
Sự thay đổi trong cách đánh giá học sinh, tập trung vào phát triển năng lực. PGS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Gini đội tuyển, cho biết chương trình GDPT mới đánh giá SS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của SS nên cần quy định về cách đánh giá mới tương ứng. Thông tư 22/2021/TT Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đó với điểm cốt lõi là tập trung vào đánh giá kết quả rèn luyện của SS theo yêu cầu cần đạt của chương trình tổng thể về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, theo đặc thù của từng môn học. Đánh giá năng lực đặc thù theo từng môn học là đánh giá kết quả học tập của SS so với yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình môn học đó. Quan điểm xuyên suốt là đánh giá vì sự tiến bộ của SS, coi trọng sự tương tác giữa thầy và trò để SS tiến bộ trong quá trình đánh giá. Dù SS hào hứng với cách đánh giá mới qua các sản phẩm từ bài học trải nghiệm thực tế, nhưng không ít ý kiến cũng cho rằng kết hợp hài hòa giữa thực tế và lý thuyết vẫn là điều mà các trường cần phải lưu ý, tránh việc quá lạm dụng một trong hai hình thức dẫn tới quá tải, căng thẳng cho SS. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng quy định mới không yêu cầu GV bỏ hình thức kiểm tra truyền thống, mà bên cạnh đó, GV có thể đánh giá SS qua quá trình tổ chức các hoạt động học với nhiều hình thức đa dạng như hỏi đáp ngay trong tiết dạy bài học mới, trong tiết ôn tập, hoặc giao nhiệm vụ cho SS, nhóm SS thực hiện các yêu cầu cụ thể và đánh giá qua phần thuyết trình, báo cáo kết quả thực hiện, sản phẩm thực hành, thí nghiệm. Ông Thành lưu ý, việc xây dựng tiêu chí đánh giá bài thực hành, dự án học tập cần bảo đảm phù hợp với các mức độ yêu cầu đối với kiến thức, kỹ năng mà SS phải sử dụng để thực hiện những bài thực hành, dự án học tập.